Không biết mọi người nghĩ sao về Eklin nhỉ? Có bạn bảo là anh theo Eklin ngán lắm. Cái mình nghĩ, ủa sao kỳ nhỉ? Đâu phải cứ Eklin là mình kia mọi thứ. Hiểu rõ Eklin là mình đang ăn sạch, chế độ ăn uống hướng tới các loại thực phẩm tươi sạch, không hóa chất, không gây dư đường thôi mà. Mọi người cứ nghĩ Eklin là anh kiêng để giảm cân, nhưng điều đó sai rồi. Eklin là một chế độ giúp chúng ta duy trì tốt cân nặng ở mức chuẩn thôi. Bởi vậy, ngoài chế độ ăn uống thì Vân sẽ chọn bổ sung thêm bột cải xoăn kale này đây. Loại này thì nguyên chất 100%, được sản xuất bằng hệ thống máy hiện đại để đảm bảo giữ chọn các chất dinh dưỡng và vitamin như C, K, chất chống oxy hóa. Mỗi ngày sau khi ăn sáng xong thì Vân sẽ pha một gói bột cải xoăn nhà Gose như thế này để bổ sung vào cơ thể. Như vậy thì không những giúp Vân giảm được cholesterol xấu mà còn giúp hệ tiêu hóa tốt, xương chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch nữa nhé. Vân cũng thử qua nhiều loại rồi nhưng Vân thấy bột cải xoăn nhà Gose này rất là dễ uống, pha với nước ấm thì không có lợn cợn. Bột cải xoăn kale dạng gói như thế này rất là tiện lợi, Vân có thể mang đi đâu cũng được nè. Mà ngoài uống trực tiếp thì mọi người cũng có thể mix với nước ép cháo, súp hay đắp bánh đại thì cũng tuyệt vời nhé. Mà nè, bột cải xoăn này cũng giúp chị em mình nuôi dưỡng mái tóc và làn da khỏe đẹp nữa đấy nha. Hội chị em Eklin hay chị em nào muốn giảm cân, đẹp da đẹp dáng thì không thể bỏ qua em này nha.